màu vàng ở đâu đây? Ở đây đi. Càng hỉ. Măng gỗ ơi. Ê, ba thua nè, ba thua nè. Dễ gì? Chỗ này này, chỗ này này. Trời chỉ nè. À đúng rồi, trời hay vậy? Chỗ này nó còn lỏng lỏng nè. Ê. Đúng rồi, dễ. Chờ người ta chơi ta trời ném dữ. Xanh nè, xanh lá cây. Ở chỗ đó mà hả rút ghê. Ủa trời ơi, đúng rồi. Hay quá ta. Tiếp tục. Tới ba nha, đừng để yên nha. Trời ơi, tới ba màu xanh dương. Màu xanh dương. Chà, càng hỉ, màu xanh dương. À, đây, 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 đây. Wow, dưới đây luôn. Cái ca màu gì? Ca màu. Màu gỗ. Màu gỗ. Trời, ho luôn. Ê, mọc ra. Ồ, khô ghê không? Thấy chưa, phải sao mà ai ra lại đó. Màu tím. Màu tím màu rút kìa nè. Yeah, trời ơi, ghê quá. Cái ca màu gì? Xanh dương.